Nghe phải không? Nghe lớn phải không? Nghe lớn được phải không? Nghe lớn phải không? Anyway, how you doing today? Các anh chị có khỏe hay không? Có tiền lẻ hay không? Có tiền lẻ nói làm sao ta? Có luôn hả? Có tiền lẻ nói làm sao ta? Để trở ngại với cái vấn đề các bạn Có suy nghĩ tiền bằng lẻ tiếng nói Anh. sao? Thường thường đó ở trong Không biết phải không? Không biết. Không biết phải không? Thì lẽ có thể mình nói là do you have the extra money, right? Small chance, hả? No, I think extra money, right? Tiền lẻ là cái tiền mà dư thừa phải không? Không phải là cái số nhỏ, là cái tiền mà dư thừa mình không có xài á, phải không? Phải không? I don't know. Mỹ nó không có nói nè. Như vậy thành ra mình đâu có biết nói làm sao. Tiền giá trị nhỏ. I don't know. Depend on. Không biết thôi. Tự mình mention cái vấn đề nó so. I'm sorry. Nước. Nó không có thực tế. Tại Linh lúc nào cũng nói tiểu mi nói nhỏ hết trơn á. Người ta nói là không đi trễ là không phải Việt Nam. Ok. Không đi trễ là không phải Việt Nam. Ta nói vậy á. Không ăn biên là không phải Mexico, Mexican. Ok. Không ăn biên là không phải Mexican. Không đi trễ là không phải Việt Nam. Không copycat là không phải Chinese. Ok. Không tham lam không phải quan quyện. Tới luôn bắt tay. Không copycat là không phải Chinese. Ok. Thì không gì nữa. Cái vậy. Không nhiều chuyện không phải Việt Nam hả? Không phải, nhiều chuyện là ai cũng nhiều chuyện hết. Nước nào nó cũng nhiều chuyện hết trơn á. Phải nói là không đi trễ là không phải Việt Nam. Việt Nam mình ưa đi trễ mà. Người ta mời đám cưới 6 giờ, 8 giờ mới cho ăn. 8 giờ mới cho ăn. Mỗi lần đi đám cưới là ăn đến 10 món lần đó các anh chị. Bình thường đi đám cưới ăn đến 10 món lần đó. Thành ra mình phải nhịn đói từ sáng cho tới chiều. Để mình đi ăn, để bụng đi đám ăn đám cưới biết không? Mà sáu đói rôm luôn á. Mời 6 giờ 8 giờ mình mới được ăn, mình muốn xỉu. Nhưng mà nhiều khi các anh chị đói quá, các anh chị đâu có ăn được nhiều phải không? Thành ra rốt cuộc lại là lỗ. Ok. Ăn cổ là đi sống lắm hả? Ở bên này cái chị người ta mời gì là người ta mời 6 giờ thì 7 rưỡi mình đi được rồi. No, nhiều khi đói quá là mình đâu có ăn vô nổi. Đói quá mệt đó biết không? Mình đâu ăn nổi đâu. Right. Ok, hôm nay mình học gì nè? Anyway, I'm late anyway. Hôm nay mình học gì nè các anh chị? Ít người mời đi ăn cỗ hả? Tại sao vậy? Thường thường á, biết không? Nói thiệt á, thường thường ở bên này đó, thường thường đám đám cưới, đám hỏi, đám giỗ, ta đãi ngoài nhà hàng. Mà thường thường á, người ta
lại mà mời mình luôn á, nhiều khi mình không quen cũng nhận được thiệp mời nữa. Tại sao cái gì các anh chị? Tại thường thường đó, một phần ăn á, biết không, một phần ăn đó thì khoảng tính trung bình một phần ăn giỏi lắm là 20 đồng là nhiều. Mà thường thường mình đi á, mà coi cho được mình phải cho 50. Bây giờ đó là nếu mà đi một cặp là thường thường ta cho 100. Còn thường như vậy cho ít hơn coi kỹ. Thì các anh chị thấy rõ ràng mình đi ăn cưới, ăn cưới, ăn này ăn kia là mình lỗ. Cái phần ăn 20 là ngon lắm rồi đó. Okay. Là người ta không có hà tiện, người ta order cái bàn đó là khoảng 200 đồng. Thì 20 đồng một người đó là ăn ngon lắm đó, mà mình phải cho 50. Các anh chị thấy không? Thành ra người ta còn nhiều khi mình không quen, người ta cũng mời nữa. Ta cũng mời mình đi ăn nữa, khổ chỗ đó. Dạ, ở bên này không bao giờ mà đám đám không bao giờ mà đám cưới mà lỗ hết trơn, lời không là không bao giờ lỗ hết trơn. Không quen ta còn mời mà. Càng đông thì càng lời, đại khái như vậy. Các anh chị cứ tính đi. Một bàn á, một bàn đám cưới 10 món. À, trung bình đó là cho 300 cũng được đi, 300 là maximum là ngon dữ lắm rồi đó. Ăn toàn là ngon lobster được không á? 300 đi. Một bàn 10 người thì các anh chị thấy một người trung bình cho 50, 10 người có phải là 500 không? Phải không? 500 thì một bàn người ta cũng lời 200 rồi. Đó là người ta đặt cái bàn ngon nhất đó nha. Còn mà người ta mà hà tiện đó, người ta đặt cái bàn 150 thì người ta lời bao nhiêu? Phải không? Yeah. Thành ra mà mình mà có bạn bè nhiều mà nội mình đi đám cưới đám hỏi không là mình cũng nghèo à. Khá như vậy. Yeah. Đó thì chị mới nói nó trung bình đó. Đi đó một người cho 50 là tối thiểu rồi đó. Okay. Không ai cho 20, 30 hết trơn á. Thì các anh chị thấy rõ ràng là lời chứ đâu lỗ. Ngồi bàn thì mới nói rồi, ngồi bàn mà ăn mà vừa vừa đó, không ngon không dở thì ít nhất cũng 150, còn ngon đó thì 300, đại khái như vậy. Mà một bàn 10 người, các anh chị thấy không, thường thường 10 người thì mỗi người cho 50, có phải là 500 không? Thành ra dầu cho người ta đặt cái bàn ngon nhất đi nữa thì người ta cũng lời một bàn 200, thấy không? Còn người ta đặt một cái bàn trung bình là người ta lời 300 400, cái gì vậy á. Ok. Ở bên Việt Nam kiểu mình không biết, mà thường thường nói là nói bên này nó như vậy á. Ok, các anh chị bắt đầu học nè. Let's start. Hôm nay mình học gì? We continue with the future tense, right? Mình tiếp tục cái bài về tương lai, phải không? Thì tương lai. Let's see, let me open it. Yeah, so far the future we have learned. Let me open it first. Yeah, we have finished the first future tense, which is the future, the symbol future, right? And we did do the exercises. Where is that? Phải không các anh chị? Mình học xong cái thì đầu tiên của thì future rồi, đó là symbol future. Rồi giờ mình đã làm bài tập rồi. Các anh chị phân biệt được khi nào dùng future tense with the will, with be going to, and with the present continuous rồi, phải không? Đồng ý không nào? Mình đã học ba cái cách mà để dùng cái future tense, right? Một cách thứ nhất là mình dùng chữ will, cách thứ hai là mình dùng chữ be going to, and cách thứ ba là mình dùng cái present continuous. Có nghĩa là động từ to be với cái động từ chánh có ing, right? Phải không nè? Answer me please.
Nếu cho các anh chị mới vào, mời các anh chị ngồi, có bánh, cà phê, nước ngọt ở đằng kia kìa. Okay. Hôm nay mình sẽ qua cái thì thứ hai. Okay. Be going to. Ok, ngôn trường. Ok, thí dụ bây giờ nhắc lại chút xíu nha. Thí dụ bây giờ Tiểu My cho một câu. Let's see. Ok, nhắc lại một chút xíu cho ngôn trường nha. Ok, be going to. Thí dụ như này. I will see her tomorrow. I am seeing her tomorrow. I am going to see her tomorrow. Ba cái câu này mình điều dịch là sẽ. I will see her tomorrow. Tôi sẽ thăm cô ta ngày mai. I'm seeing her tomorrow. Tôi sẽ thăm cô ta ngày mai. And I'm going to see her tomorrow. Tôi cũng sẽ thăm cô ta ngày mai. Một là mình dùng chữ will, hai là mình dùng chữ cái present continuous, nghĩa là động từ to be với cái động từ chánh có ing. Và ba là mình sẽ dùng cái be going to, có nghĩa be là động là am, okay, là động từ to be đã chia conjugate, and be going to, right? See. Thì trường hợp nào mình dùng, trường hợp nào mình nói cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba? Ví dụ có một câu chuyện đi. Okay, the story. Okay, hey, do you know your girlfriend? No, your friend, she is in a hospital. Tomorrow. Okay. Đó là trường hợp thứ nhất. Hay biết gì không? Bạn của bạn á, cô ta trong nhà thương à. Ta trong nhà thương rồi. Ôi vậy hả? Tôi sẽ thăm cô ta ngày mai. Thế đó là cái câu thứ nhất. Câu chuyện thứ hai. Hey, do you know what? Your friend, she is in the hospital now. Oh, I knew it. I'm seeing her tomorrow. Có nghĩa là gì? Nhỏ hả các anh chị? Giờ lớn chưa? Giờ lớn chưa? Đó là câu chuyện thứ hai. Oh, biết gì không? Bạn của bạn đó, cô ta đang ở trong nhà thương á. Oh, tôi biết rồi. Tôi sẽ thăm cô ta ngày mai. Đó là câu thứ hai. Okay. Rồi, câu thứ ba cũng the same story. Like the second one. Có nghĩa là bạn biết gì không? Bạn của bạn đang trong nhà thương á. Vậy hả? Tôi sẽ thăm cô ta. Thế. Okay. Có người nghe lớn, có người nghe nhỏ đó. Tiểu My nghĩ là Tiểu My nói lớn đủ. I think it sounds loud enough. Các anh chị hiểu ba trường hợp không? Trường hợp thứ nhất
Khi mình dùng chữ will đó là mình mới vừa decide to do it. Có nghĩa là khi nào mình dùng chữ will đó là mình mới vừa quyết định ngay cái lúc mình nói thôi. Ok, mình không có cái plan trước. Ok. Đâu có tất cả tại lên có người nói lớn, có người nghe lớn, có người nghe nhỏ. Và tụi mình for sure là tụi mình nói lớn. Ok, let me check, double check then. Set of references. Yeah, I think. Ok, bây giờ nghe lớn dữ rồi phải không? Tại lên. Bây giờ nghe lớn dữ rồi phải không? Tại lên. Nghe không? Nghe tiếng mình nói không? Các anh chị answer me please. Hơi lớn chút xíu thôi hả? Các anh chị khác nghe lớn không? Nghe lớn đủ mà. Yeah. Tại Linh biết cái speaker của mình ở đâu không? Thấy không? Nghe lớn nổ nhà luôn á. Nghe nhỏ hả? Tại Linh check cái speaker ở ngoài đó chứ không phải là cái speaker ở trong computer nha. Ở ngoài nó có cái hai cái loa đó. Ok. Không biết Tại Linh có mấy cái loa, cái speaker ở ngoài đó. Ok, ở ngoài thiệt, cái speaker thiệt chứ không phải cái icon. Ok. Dặn hết cái speaker ở ngoài lên. Cái speaker ở ngoài là cái chắn cho cái sound như các anh chị. Còn cái trong cái computer nó chỉ phụ thuộc vào cái speaker ở ngoài thôi. Looking for work là gì? Looking for work có nghĩa là mình không biết gì cái này. Mình tìm kiếm mong chờ, chờ đợi đó, mong chờ cái chuyện gì vậy đó. Ok, được rồi phải không? Yeah. Cái speaker ở ngoài là cái âm thanh chánh. Ok. Còn cái speaker mà cái icon, cái biểu tượng ở trong cái computer về cái speaker chỉ là phụ thôi, nó phụ thuộc vào cái speaker ở ngoài. Thí dụ mà cái speaker ở ngoài các anh chị xếp nó nhỏ thì ở trong cái computer cho dù các anh chị dặn hết cái volume lên của cái speaker icon lên nó cũng nhỏ như thường. Các anh chị hiểu điều này chứ gì, phải không? Nghĩa là cái speaker trong cái computer, cái speaker icon nó sẽ phụ thuộc vào cái speaker chính ở ngoài. Ok. Thành ra nếu các anh chị nghe nhỏ thì các anh chị sẽ dặn cái speaker ở ngoài lớn lên thì nó sẽ nghe lớn. Ok. Khanh Khanh hiểu tụi mi nói không? Bữa nay nghe nhỏ xíu. Tại vì nhiều khi á, nhiều khi I don't know. Tụi mi phải ở bên cái computer của các anh chị tụi mi mới biết. Chứ ngồi đây đâu có biết bên các anh chị nó làm sao đâu. Ok. Rồi bây giờ trở lại vấn đề nè. Ok. Khi mà mình dùng chữ will đó, nó mất tiêu rồi. Ba câu đó đã mất tiêu rồi. Anh chị làm tiếng mi phải scroll lên and copy trở lại. Các anh chị nhớ nha, khi mình dùng chữ will là mình chỉ quyết định ngay cái lúc mà mình nói thôi. Yes, cảm ơn. Ok. Rồi khi mà mình dùng cái present continuous có nghĩa là mình có cái dự định rồi, mình biết trước cái chuyện đó rồi và mình đã dự định rồi. Seeing her tomorrow.
Yeah, có nghĩa là mình đã biết rồi. Oh, really? I knew it. Tôi biết rồi. And I'm seeing her tomorrow. Và tôi đã dự định là ngày mai tôi đi thăm cô ta. Và khi mà mình dùng cái cách này, mình phải để cái thời điểm càng gần càng tốt. Tomorrow hay là soon hay là later, đại khái như vậy, càng gần càng càng tốt. Khi khi mình dùng cái cách này là cách thứ hai. Cái cách thứ ba cũng được xem tin giống như cách thứ hai, nghĩa là mình đã biết rồi và mình đã dự định rồi, còn cái thời điểm mình để vô cũng được, không để vô cũng được. Okay, nó có cái plan, nó có cái intention, nhưng mà cái thời điểm mình muốn để vô cũng được, không để vô cũng được, không sao hết. Có thể là mình sẽ thăm cô ta ngày mai, có thể là mình sẽ thăm cô ta một chút xíu nữa, có thể là mình sẽ thăm cô ta on Thursday, today is Monday, thí dụ như vậy. Okay, khi mà mình dùng cái be going to đó, I am going to see her. Okay, mình muốn để thời điểm thiệt là gần cũng được, mình muốn để thời điểm xa cũng được, hay là mình không có mention cái time vô cũng được, nếu mà mình dùng cái be going to không cần. Nhưng mà cái present continuous bắt buộc phải để cái thời điểm vô càng gần càng tốt. Tại nếu mình không để cái thời điểm vô thì nó không còn là future nữa, mà nó sẽ là hiện tại. Các anh chị hiểu điều này rồi phải không? Answer me please. Không thôi ngồi đây nói hoài cho biết. Yes, cảm ơn. Mi có cái tính nói hoài á, nói nhiều thì thôi á. Anh chị không nói là ok, hiểu rồi, biết rồi. Nói hoài, nói mãi. Khi nào các anh chị nói gì thì mi mới ngừng. Ok. Thành ra cái cách thứ ba đó là mình muốn để vô thời điểm vô cũng được, không để vô cũng được, không sao. Nhưng mà cái cách thứ hai bắt buộc mình phải để vô. Không thôi người ta tưởng ra là mình đang nói cái chuyện đó, mình đang đi thăm người ta, mình đang đi thăm cô ta, nếu không để thời điểm vô. Rất là dễ phải không các anh chị? Rất là dễ phải không? Học ghép tiếng mi là cái gì cũng dễ hết trơn á. Ok. Thành ra đừng có nói, đừng nói tại sao tomorrow mà dùng cái am seeing. Phải không? Ok rồi. Nhớ kỹ nha, nhớ tới già luôn nha. Ok. Rồi đó là cái điểm đặc biệt của cái thì future, symbol future. Bây giờ mình qua cái thì tương lai thứ hai. Đó là future continuous. Any more question? Thì mi trả lời cho Ngân Trương rồi phải không? Ngân Trương giờ hiểu rồi phải không? Hello. Hello, kêu bạn gì? Cute boy. Ok rồi. Bây giờ mình qua cái thì thứ hai. Thì thứ hai là future continuous hay là thì thứ 10 ở trong the verb tense. Hôm nay mình xong thì này, mình chỉ còn hai thì nữa là xong 12 thì, right? 4 thì hiện tại, 4 thì quá khứ và 4 thì tương lai. Ok, future progressive tense hay là còn gọi là future continuous tense. Mình dịch là thì tương lai tiếp diễn hay là diễn tiến gì đó. Có nghĩa là gì? Tiếp diễn. Okay, tiếp diễn. Future progressive tense is used to indicate action which will be taking place at some time in the future. Có nghĩa là dùng cái thì này để nói lên một cái hành động nó sẽ
nó sẽ đang xảy ra ở một cái thời điểm nào đó ở tương lai. Thế thí dụ I will be working at Symphony Hall next month. Tôi sẽ đang làm việc ở ở ở trong cái Symphony Symphony Hall. Hall là gì các anh chị? Hall là gì? Là ở trong cái nhà hát, cái chỗ mà để trình diễn những cái buổi hòa nhạc đó. Cái điều này đó là mình khi mà dùng chữ will đó các anh chị, thường thường đó là làm nó chỉ là một cái dự đoán mình sẽ làm cái chuyện đó. Okay. Một cái dự đoán mình sẽ làm cái chuyện đó. Và cái dự đoán này có thể đã tính trước rồi. Okay. Và mình cái này á là cái chuyện nó chưa xảy ra. Nhưng mà cái này giống như là một cái một cái chương trình có kế hoạch, nó có cái plan. Ok, nó có cái plan. Ok. Cái này nó khác cái chỗ cái thì cái này có thể là nó có cái plan, nó gần giống như là cái thì mà I am going to gì đó, I am going to gì đó. Nhưng mà cái I am going to nó có vẻ nó chắc chắn hơn. Okay. Mình có cái plan và mình có cái intention. Còn cái này, cái I am going to đó, nó chắc chắn hơn là cái này. Okay. Cái này là nó có cái plan nhưng mà nhiều khi xảy ra hay không, nó có cái sự thay đổi trong đó. Cái này mình chỉ nói trước thôi, mình có cái plan và mình tính làm cái chuyện đó nhưng mà chưa chắc là nó xảy ra. Okay. I will be working at Symphony Hall next month. Mình dự đoán như vậy nhưng mà không có biết trước được. Còn cái I'm going to đó, I'm going to work thì nó có cái chắc chắn ở trong đó rồi. Nhưng mà không biết chừng nào xảy ra thôi. Hoặc là xảy ra gần hoặc là xảy ra xa. Nghĩa là nói tóm là cái chữ will đó các anh chị là mình bỏ bộ à, mình dọn miệng mình nói ra. Ví dụ người ta hỏi thì mình sẽ nói thường thường cái what cái chị hôm thường thường khi mà mình nói câu này đó là có người hỏi mình. Ok, có người hỏi mình nói hay là mình giọt miệng mình nói cho cái người đó biết là mình sẽ làm gì next month là khá như vậy. Anh chị nhớ điều này nha. Thành ra chữ will, thường thường các anh chị thấy chữ will nó không có chắc chắn. Okay. Các anh chị nhớ trong đầu như vậy, chữ will thường thường nó không có chắc chắn. Nó có cái plan, nó có cái intention, nhưng mà chưa chắc thì nó sẽ xảy ra. Trong khi đó cái be going to thì nó chắc chắn hơn. Ok, hay câu này. Tôi sẽ làm việc. Câu này có thể đây là một cái người working, ok, employee gì nói, hoặc đây là có thể là một cái student, đây cũng có thể là một cái người nhạc sĩ, khái như vậy. Cái working này nó nhiều nghĩa. Working có thể là làm việc trong office hay là cái gì đó. Các anh chị hiểu chứ gì? Họ không nói rõ nhưng mà mình cứ hiểu như vậy được rồi. Mình đâu có biết cái người đang nói là người ra làm sao đâu.
phải không? Các anh chị hiểu không? Tùy theo cái câu chuyện mà Tiểu My đâu biết câu chuyện này ai đang nói, chỉ nói chữ ai thôi. Nếu mình ai đây là Tiểu My thì em I will be playing, okay? I will be performing. Anh chị hiểu rồi chứ gì? Mình đâu biết ai là ai. Nếu Tiểu My thì nói là I will be performing. Performing là gì? Là tôi sẽ đang trình diễn. Wow. Ở trong cái symphony hall. Thấy như vậy. Hay là câu này, we'll be coming next Monday. Chúng tôi sẽ tới vào thứ hai tuần tới, thứ hai tới. Khi cái mình có cái chương trình, có cái plan là mình sẽ dự định tới vào thứ hai. Và mình có cái intention là mình đã quyết định mình tới. Mình chỉ nói vậy thôi, chưa xảy ra. Right? Nhưng mà chưa chắc gì họ dám thứ hai tuần tới, mình bận mình tới không được lắm à. Đó, cái thì này nó có nghĩa là như vậy. Còn cái I'm going to come thì có nghĩa là chết sống gì mình cũng tới. Các anh chị hiểu không? Nghĩa là chắc chắn. Thế chắc chắn là như vậy. Right? Còn cái này là cái này có cái plan, có cái intention nhưng mà tới được hay không thì chưa biết, không có chắc lắm. Thành ra các anh chị thấy from now on đừng có bao giờ dùng cái future với cái chữ will. Ok, nếu mà nói cái chữ will thì có vẻ như là hứa cuội vậy đó. Thấy không? Giống như gần giống như, nghĩa là mình đừng có tin khi mà người ta nói chữ will. Ok, your friend she's in the hospital. Oh really? I will see her tomorrow. Các anh chị thấy không? Ơ thiệt hả? Tôi sẽ thăm cô ta ngày mai. Nghĩa là mình chỉ giọt miệng, mình quyết định cái lúc đó thôi, nhưng mà chưa chắc. Okay. Yeah, thấy không? Will you marry me? Khi mà mình nói will you marry me thì có nghĩa là mình chỉ hỏi cái cô ta coi muốn lấy mình hay không. Mình đâu có biết trước là cô ta sẽ lấy hay không, phải không? Nên mình dùng chữ will. Okay. Còn mình thấy mà cô ta chết sống với mình đó không, thì mình sẽ nói là are you going to marry me? Thấy không? Là biết trước trong bụng cô ta rồi. Right? Phải không? Hay là cô ta nói là ờ, em đã thưa với ba mẹ rồi, em muốn lấy anh. Thí dụ như vậy. Thì mình nói really? Are you marrying? Are you marrying? Are you marrying me? Khái như vậy. Thế okay. Thế là điều đó chắc chắn rồi. Thế okay. Còn she'll be marrying you. Cái này là cái này chỉ là một cái guess thôi. Cô ta sẽ lấy anh. Cái này chỉ là cái đoán mò của Trang thôi. Thế okay. Trang hiểu không? Cái này chỉ là cái do opinion thôi. Right? Trang hiểu cái cách dùng thì này rồi phải không? Ok, rồi, bây giờ tạm thời các anh chị. Đây là cái định nghĩa, ok. Ví dụ như câu này. Như câu này. When you arrive, I'll be cooking dinner. Cái này nó chưa xảy ra. Khi mà bạn tới thì tôi sẽ đang nấu ăn. Right? Tôi sẽ đang nấu ăn. Nói là một cái điểm thứ hai để dùng thì này là nói lên một cái sự việc mà nó sẽ đang xảy ra ngay cái thời điểm đó. Ok. Ngay cái thời điểm đó. Nhiều khi mình đừng có make a big deal cái việc đó nó có chắc chắn hay không. Ai biết trước được cái đó. Thành ra cái vấn đề mà nó có chắc chắn xảy ra hay không, đừng có mention tới. Mình chỉ biết ngay cái thời điểm đó mình đang làm gì mà thôi. Ok. Thì make cái câu chuyện nó đơn giản hơn. Okay.
Anh chị hiểu điều này rồi phải không? Phải không nhỉ? Thành ra cái thì này đó diễn tả một cái sự việc nó sẽ đang xảy ra ở cái thời điểm đó, chỉ hiểu đơn giản như vậy thôi. Ở cái thời điểm đó cái sự việc sẽ đang xảy ra như vậy. Okay, đừng có đặt vấn đề là cái sự việc nó sẽ chắc chắn xảy ra hay không, đừng có đặt vấn đề đó, mình chỉ hiểu đơn giản như vậy thôi. Thế okay. Và sẽ đang xảy ra ở cái thời điểm đó, ở cái tương lai, vào cái thời điểm đó. Cái thời điểm đó là gì? Là when you arrive. Right. Ok, một cái điểm nữa để dùng cái thì này. Và cái điểm này rất là hay. Ok. Yeah, đại khái như vậy. Thành ra mình đừng có đặt vấn đề nó có chắc chắn xảy ra như vậy hay không. Đừng có đặt vấn đề. Ok. Còn nếu mà mình muốn chắc chắn thì mình dùng ba cái, dùng hai cái thì mà present continuous and be going to là được rồi, phải không? Right. Mình dùng cái symbol future được rồi, with be going to and present continuous, right? Okay, một cái điểm cho một cái trường hợp để dùng cái thì này cũng rất là hay. Trong này từ nào cũng là từ mới của em hết. Thì mình học tới đâu hay tới đó. Các anh chị học tiếng Anh đó, when you learn English, I mean English, don't expect that you can get it the whole thing at the time. No. Nghĩa là gì? Khi mà các anh chị học Anh văn, nhất là các anh chị bên Việt Nam, Tiểu My sorry phải nói chuyện này, các anh chị học Anh văn ở bên Việt Nam, các anh chị học chỉ cho biết thôi, chứ các anh chị không có expect là các anh chị học sẽ nói được, sẽ hiểu được, sẽ nghe được everything. Okay. Tại sao như vậy? Tại các anh chị không có cái môi trường để các anh chị thực tập. Chúng mình sorry phải nói đây là vấn đề thật sự. Thành ra đó mình, các anh chị cứ học đi, học đi. Học càng nhiều càng tốt, rồi nó sẽ vô đầu mình, nó nằm ở trong đó. Rồi một lúc nào đó tự nhiên mình sẽ lấy ra mình áp dụng trong cái cuộc sống khi mà mình gặp. Các anh chị hiểu chị mới nói rồi phải không? Thí dụ như các anh chị học cái bài đầu tiên của chị mới về trong cái giờ, trong cái ngày thứ tư thứ năm đó, cái bài đầu tiên là bài giới thiệu chính mình đó. Có bao giờ các anh chị đi đâu giới thiệu chính mình đâu? Mình học cho biết thôi phải không? Nghĩa là ngoại trừ những trường hợp các anh chị đi phỏng vấn, đi interview, được đi interview hay đi gì đó, hay là làm việc cho Mỹ, hay làm việc cho những công ty nói tiếng Anh, thì các anh chị mới apply được phải không? Chứ còn ngoài ra các anh chị đâu có gì bao giờ nói. Nhưng mà bên này là họ phải nói. Các anh chị thấy không? Bên này là họ phải nói. Thành ra cái vấn đề là các anh chị đừng có expect là mình học mình sẽ thực hành được. Các anh chị thực hành bằng cách nào? Đâu có cái môi trường để các anh chị thực hành đâu. Đấy. Right. Chính mình sorry phải nói sự thật là nó như vậy. Còn vào những cái anh chị ở nước ngoài cũng vậy nữa. Các anh chị học, các anh chị đừng có expect là các anh chị sẽ nói được liền hay này kia không. Okay. Mình cứ ráng học, ráng học vô đầu mình đi, rồi tới một cái lúc nào đó tự nhiên cái đề tài đó mình đã học rồi, tự nhiên mình áp dụng được liền. Nghĩa là mình càng học nhiều đề tài thì mình sẽ áp dụng được khi mà cần. Mình cứ học đi, học càng nhiều càng tốt, rồi để đó thôi. Chứ đâu phải các anh chị học rồi là các anh chị ra các anh chị nói liền. Khi không, đang trong một cái hãng đang trong một cái hãng làm về điện tử, là mình học về cái cách đi bác sĩ không, mình vô hãng mình nói về bác sĩ sao, cách đi bác sĩ, đi nhà thương, mình vô hãng mình nói bác sĩ nhà thương sao, phải không?
Ok chị, đồng ý không nào? Thành ra mình học rồi mình để trong đầu đó, mà giờ mình phải nhớ hoài, học phải hành, có nghĩa là mình học hoài, học nhiều lần rồi khi mà đụng chuyện thì mình mới nói được. Ok, khá như vậy. Nhiều người nói em học mấy năm rồi mà em không nói được, muốn nói cái gì? Muốn nói cái gì nè? Không nói được mà muốn nói cái gì, học gì, nói về đề tài gì, phải không? Thí dụ như nè, ô em đi bác sĩ em nói không được, học về đề tài bác sĩ chưa, học về đề tài đi bác sĩ chưa, chưa học làm sao nói được, right? Phải không? Cái chị đồng ý không nè? Ok, trở lại, vẫn trở lại bài học nè, không nói nhiều nữa. Một cái cách nữa để dùng cái thì này: it describes something will be happening at the future time. Đợi chị mình chút xíu. Chị mình chỉ trả lời ngắn gọn thôi nha. Chị mình sẽ trả lời sau giờ họp. Ok, rồi đó. Ok, cái thì này để diễn tả một cái sự việc mà nó sẽ đang xảy ra ở tương lai, một cái thời điểm ở tương lai, và nó sẽ make a polite inquiry là gì các anh chị? Làm nó cái con cái mệnh đề thứ hai dịch sao, nghĩa là khi mà mình hỏi một cái sự việc, mình hỏi một cái điều gì mà nó rất là nicely đó, nó rất là mến chào các anh chị, một cái yêu cầu gì mà nó rất là lịch sự á, okay, rất là lịch sự đó, và khi mà mình dùng cái thì này thì người ta không thể từ chối được. Okay, tại mình rất là gần giống như là không dám nói là năn nỉ mà rất là lịch sự, người ta nghe từ chối mình được. Okay, thí dụ thí dụ nha. Khi mà mình nói câu này, I feel sorry for you too, Thành. When you arrive, I will be reading. Khi mà bạn tới đó, thì tôi sẽ đang đọc sách. Thí dụ như vậy. Còn câu này, kỳ quá. Chị coi câu này, khi mà đặt câu hỏi đó, will you be writing another book, nó cũng y chang như cái câu are you going to be writing, có nghĩa là gì? Các anh chị thấy khi mà mình đặt câu hỏi thì cái sự việc này đó, will you be writing another book, có nghĩa là bạn sẽ viết một cuốn sách nữa phải không? Thì cái điều này nó chắc chắn phải không? Thì câu trả lời sẽ là yes. Thì nó giống như cái câu are you going to be writing? Các anh chị nhớ cái thì mà be going to không? Chỉ một cái sự việc chắc chắn sẽ xảy ra. Thành ra mình mới dùng cái thì đó. Phải không các anh chị? Be going to đó. Thành ra hai câu này cái nghĩa nó đều giống nhau. Và cái thay vì mình nói are you going to be writing, mình dùng cái will you be writing, nó nghe lịch sự hơn. Các anh
chị hiểu điều này phải không? Nghĩa là cái lời yêu cầu này rất là lịch sự, thì cái người đó chắc chắn sẽ trả lời yes. Phải không? Các anh chị hiểu rồi phải không? Thành ra mình dùng cái will you be, okay? Đặc biệt khi mà mình nói will you be thì nó gần, nó giống y chang như mình nói are you going to be vậy đó. Nó giống y chang như vậy, okay? Và điều nói là nó chắc chắn phải như vậy, okay? Còn nếu mà mình nói thường thì nó không có chắc chắn lắm. Ví dụ mình nói you will be writing an... Ví dụ mình nói thường I will be writing another book, chỉ là một cái mention bình thường, có cái plan, có cái intention, nhưng mà chắc chắn hay không thì không biết. Trời ơi. Yeah, khi mà các anh chị học grammar, học văn, học ngữ pháp á, thì các anh chị phải biết tiếng Anh chút đỉnh, okay. Phải biết tiếng Anh chút đỉnh. Bởi vậy khi mà người ta nói, người ta đặt câu hỏi muốn học tiếng Anh thì học cái gì trước, câu trả lời là phải học ngữ pháp là sai. Các anh chị biết tiếng Anh rồi, các anh chị nên mới học ngữ pháp. Giờ phải làm sao hả? Phải vô cái ngày thứ tư với thứ năm với Tiểu My đi, okay. Không phải học từ mới. Không phải học từ mới. Muốn học tiếng Anh trước nhất phải bắt chước, phải học bắt chước. Tại vì mình học tiếng Anh giống như là một đứa con nít mới tập nói, các anh chị đồng ý không nào? Con nít 2-3 tuổi nó mới bập bẹ, nó mới nói chuyện đó, thì làm sao nó nói được? Theo các anh chị nghĩ làm sao nó nói được? Mẹ nó dạy nó cái ly, đây là cái ly, đây là cái bàn, đây là cuốn sách, dạy nó mấy cái từ mới vậy hả? Có không? Mẹ nó có dạy vậy không? Đâu có đâu, phải không? Mẹ nó đâu có dạy đây là cái gối, con nói cái gối đi, đây là cái ly, nói cái ly đi, đây là cuốn sách, nói cuốn sách đi. Mẹ nó dạy từ mới hả? Không, phải không các anh chị? Không. Mẹ nó nói chứ uống nước không con, uống nước không con? Ban đầu nó không trả lời được. Sao later mẹ nó nói mẹ nói uống nước. Sao later nó nói uống nước, khát nước. Sao nó nói uống nước, right? Nghĩa là nó bắt chước mẹ nó nói, phải không? Đồng ý không nè? Giờ ngủ nha con. Sao later nó nói ngủ, phải không? Có nghĩa là nó bắt chước mẹ nó nói, sao nó lặp lại y chang. Có điều nó chưa có lặp lại được nguyên câu thôi, nó chỉ lặp lại từng chữ thôi. Thì lặp lại có nghĩa là gì? Là bắt chước. Đồng ý không nè? Right. Nên mình học tiếng Anh cũng vậy nữa. Muốn học tiếng Anh đầu tiên mình phải học bắt chước, okay. Bắt chước ở đâu? Ở trong cách người ta nói chuyện, mình nghe rồi mình lặp lại, mình bắt chước. Bắt chước ở đâu? Ở trong bài vở, phải không các anh chị? Ở trong bài vở. Và mỗi tuần Tiểu My có bài cho các anh chị bắt chước để nói, right? Yeah, bắt chước. Bắt chước cô giáo, hay là bắt chước những cái câu nói ở trong bài. Bắt chước có nghĩa là mình lặp lại, và mình phải thuộc lòng, phải không các anh chị? Mình phải memorize luôn, right? Chứ đừng có nói là học từ mới, okay. Học từ mới là sai, hay là nói là phải học văn phạm trước, học ngữ pháp trước là sai luôn, right? Thành ra các anh chị mà học ngữ pháp thì các anh chị phải biết tiếng Anh, biết tiếng Anh chút đỉnh rồi học ngữ pháp nó mới hiểu, mới apply good. Hey, I'm sorry to say that, but that's the truth. Okay, rồi đó là hai điểm đặc biệt để dùng cái thì này. Điểm thứ nhất đó, để mình nói lại cái definition, cái định nghĩa. Điểm thứ nhất là diễn tả một cái hành động,
nó sẽ đang xảy ra ở một cái thời điểm nào đó trong tương lai. Và điểm thứ hai là nói lên một cái request, cái lời yêu cầu rất là lịch sự. Ok, thì mình sẽ dùng cái thì này: will you be, will you be coming tomorrow? Câu này dịch tiếng Việt là bạn nhớ nha, nhớ nha, làm ơn nha, tới tới ngày mai nha. Ok, bằng bất cứ giá nào nha. Will you be coming tomorrow? Đó là cái câu nghĩa là như vậy đó. Người ta nói mình một cách rất là khẩn thiết, gian nài, gần như gian nài hay là gì, mình không có thể từ chối được. Phải không các anh chị? Right? Will you be? Will you be? Will you be playing call with me soon? Hay là later? Chơi 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 game với tôi nha, chơi game với tôi một hồi, chơi game với tôi nha, như là năn nỉ người ta vậy, rất là lịch sự. Okay, will you be? Thành ra from now on, khi mà các anh chị mở miệng ra cái will you be đó, nói lên một cái sự việc yêu cầu, người ta chắc chắn nên làm cái chuyện đó. Okay, còn cái would you like hay là would you do, would you come, would you open the door for me, cái này cũng là một cái lời yêu cầu lịch sự luôn. Okay, would, nó gần giống như là would you open the door for me, hay là will you be, will you be opening the door for me? Okay. Đừng nói ép buộc thì có vẻ như ấy, nhưng mà vào một cái lời như là cầu khẩn vậy đó. Okay, thành ra làm cho cái người đó kia không thể từ chối được. Thành ra có hai cách, một là mình dùng chữ would hay là chữ could. Would you open the door for me please? Hay là mình dùng chữ, mình nói là will you, will you be opening the door for me? Các anh chị hiểu rồi phải không? Viết xuống hả? Would you open the door for me? Yeah, để mình nên viết ra. Okay. Open the door for me. Hai câu này giống y chang, cái nghĩa y chang. Okay. Will you be opening the door for me? Hai câu này nghĩa giống nhau, đều làm một cách. Nhưng mà cái câu thứ hai đó, okay, cái will you be opening the door for me, cái câu thứ hai thì nó có vẻ như nó lịch sự hơn. Okay, nó có vẻ như là cầu khẩn hơn. Còn câu thứ nhất là chỉ là lịch sự thôi, nó có vẻ như cầu khẩn hơn. Còn câu thứ nhất là lịch sự. Thì rồi các anh chị hiểu rồi phải không? Năn nỉ hơn. Dạ, năn nỉ hơn. Okay, nghe nó ngọt hơn. Dạ, mình không nghe ngọt, chứ Mỹ nó nghe ngọt. Dạ, nghe ngọt hơn là thải như vậy. Okay, hiểu rồi phải không? Rồi, cảm ơn. Đây là điểm thứ hai dễ dùng cái thì này. Bây giờ forming. Forming có nghĩa là công thức. Okay. Công thức. Mình chào các anh chị mới vô. Công thức be going to be doing. Ok, công thức thì nó có hai cách. Hai sao tự nhiên. Let me close this one, then open it again. Nó hơi rắc rối nha các anh chị, nó hơi rắc rối. Ví dụ với động từ to do,
Ví dụ với động từ to do, future continuous has two different forms. Will be doing hay là be going to be doing. Có nghĩa là will to be and from, will be and present participle. Nó hơi rắc rối, để chúng mình làm theo chúng mình cho nó dễ. Nghĩa là một đó là mình dùng will be, okay. Hai đó là mình dùng be, tại vì chữ will nó sẽ bằng be going to, phải không các anh chị? Will nó sẽ bằng be going to, right? Ra mình substitute nó vô. Một đó là will be, hai đó là be going to be. Phải không các anh chị? Ra có hai cách, một là will be hay là be going to be, right? And cộng với cái gì? Oh, I'm sorry. I'm sorry. Will be cộng với lại. Tức quá. Cộng với lại cái động từ với ing. Tell me sorry. Very good. Thank you. Nó có hai công thức gì nè. Will be cộng với cái verb and ing. Okay. Hai đó là mình sẽ có là be, tại chữ will nó bằng với là be going to, mình substitute giống như là mình làm toán vậy đó. Okay. Be going to, đó là will, right? Cộng với be, cộng với lại verb with ing. Right? Đây là công thức của nó. Cho thí dụ nha. I will be arriving at 4. Đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai mình sẽ nói là gì? I am going to be, phải không? Arriving. Đó là cách thứ hai. I am going. Tại mình thế vô cái will be sẽ thành I'm going to, right? Let me capital this. Going to be, right? Then arriving. Double R, right? At 4. Ok rồi, bây giờ mình, đó là cái công thức, ok.
hai trường hợp, hoặc là dùng chữ will hoặc dùng chữ be going to, tại chữ will nó cũng là be going to. Ok, bây giờ qua using, cách dùng, áp dụng đó. Khi nào mình dùng cái thì này, cái thứ nhất, okay, the future, let me put this out. Trường hợp thứ nhất để dùng thì này, the future continuous used is an ordinary continuous tense. Like all the continuous tenses, it is normally used with a point in a time, in time, and expresses an action which starts before that time and probably continues after it. Có nghĩa là gì? Cái thì này được dùng cũng giống như một cái thì continuous thường khác, right? Giống như những cái thì diễn tiến khác, thì nó thường được dùng với một cái thời điểm, a point in time, một cái thời điểm nào đó, thí dụ lúc 6 giờ, lúc 7 giờ, tomorrow afternoon, đại khái như vậy. A point in time nghĩa là một cái thời điểm nào đó, and expresses an action, và nó diễn tả một cái hành động mà nó bắt đầu trước cái thời điểm đó và có thể vẫn còn tiếp tục sau cái thời điểm đó. Đây là cách thứ nhất. Thí dụ anh chị coi cái này nha. Coi nguyên cái đoạn này nha. Okay, imagine a class of students at this moment. It means at 9 o'clock, đi. Okay. We might say, I'm sorry. Now they are sitting in their classroom. They are listening to a tape. This time tomorrow, they will be sitting in the cinema. They will be watching a film. On Saturday, there's no class. So on Saturday, they will not be sitting in the classroom. They will be doing other things. Bill will be playing tennis and will be shopping, and Tom will still be having breakfast. Các anh chị thấy điều này rồi phải không? Diễn tả một cái thời điểm trước đó và nó có thể nó vẫn còn xảy ra sau đó. Hiện bây giờ đó họ đang ngồi ở trong cái lớp học. Họ đang nghe cái tape, cái audio tape hay whatever tape, I don't know. And cái giờ này vào ngày mới, okay? Vào ngày mới họ sẽ ngồi ở trong rạp hát, họ sẽ xem một cuốn phim, và ngày thứ bảy không có lớp. Vì thế thứ bảy họ sẽ không có ngồi ở trong cái lớp học, phải không? Họ sẽ không có làm những chuyện khác, và họ sẽ không có đang chơi tennis. I mean Bill thì nó sẽ đang chơi tennis, Anne thì nó sẽ đi mua sắm, and Tom thì nó vẫn còn ăn sáng, phải như vậy. Nghĩa là những cái điều này á, dùng cái thì này đó, mình chỉ nó có cái plan, okay, nó có cái plan. Anh chị nhớ điều này, nó có sẵn cái plan. Và maybe cái intention hay không thì mình cũng chưa có biết được lắm. Ok, một trường hợp nữa để mình dùng thì này. Những cái điều mà chúng mình sẽ mention lên cho các anh chị, nghĩa là những cái điểm mà phụ để support cho cái điểm chánh thôi. Nhiều khi có nhiều cái trường hợp quá rồi mình không nhớ hết.
Nhưng mà các anh chị chỉ nhớ cái định nghĩa, cái thì này nghĩa là gì là được rồi, là các anh chị có thể sử dụng được, rất là good. Còn mấy cái này học thì tụi mình mention lên hết cho các anh chị coi thôi. Thế là một hồi chúng mình sẽ lặp lại cái điểm chánh. Các anh chị đồng ý không nè? Các anh chị hiểu rồi phải không? Tại vì mình nhớ nhiều quá mà mình nhớ những cái điểm phụ phụ nó làm cho mình bị tẩu hỏa. Ok, với tiểu mi là tiểu mi chỉ nhớ cái nào chánh thôi, và mình áp dụng là lúc nào nó cũng đúng. A continuous tense can also be used with a verb in a simple tense. Cái thì này đó, cái continuous này, cái thì diễn tiến này cũng có thể được dùng với một cái động từ ở trong cái thì đơn giản thôi. Present simple hay là future simple hay là past simple gì đó. Cho thí dụ nha. Lớp mình học từ mấy? Ok, Minh Chương, you, what kind of form you use? We don't understand what you're saying. When you arrive, there'll still be cooking the meal. Peter has been invited to dinner with Anne, okay, and Tom, and he was asked to come at 8, but tell another friend that he intends to arrive at 7. So the friend tried to dissuade him. And they say, when you arrive, they still be cooking the meal. Có nghĩa là gì? Thí dụ như một người nào đó được mời tới dự một cái buổi ăn, cái buổi ăn tối. Và cái người đó được để tôi hỏi nghĩ câu. Người đó được nói là được mời lúc 8 giờ, okay? Người đó được mời lúc 8 giờ. He was asked to come at 8. But he tell another friend, nhưng mà nó nói với cái người khác là nó sẽ tới lúc 7 giờ. Okay? He tell another friend that he intends to arrive at 6 and then at 7. So người bạn sẽ try to this way here, có nghĩa là try to this way là gì các anh chị? Nghĩa là cố khuyên khuyên người đó nói là đừng có tới lúc 7 giờ, tại vì khi mà bạn tới lúc 7 giờ thì họ vẫn còn đang nấu ăn. Okay? When you arrive, they will still be cooking. Okay? Khá như vậy. Có nghĩa là các anh chị thấy khi dùng thì này, thì cái mệnh đề ở phía trước á, cũng có thể dùng cái thì present tense ở đây. Chứ họ không có dùng when you will arrive. Okay. Các anh chị thấy điểm này không? Coi lại cái định nghĩa nha. Không cần nói là when you will. Okay, họ chỉ dùng cái simple present thôi. Khi nào mà nói, khi nào mình dùng cái present tense các anh chị? When do you use the present tense? Chị nhớ không? Khi nào? Huh? Answer me please. Cái điểm chánh khi nào các anh chị dùng thì hiện tại? Trong room có người biết. Học rồi. Mình đã học qua cái thì tương lai thì các anh chị bắt buộc phải biết cái thì hiện tại. Huh? Một là habit, hai là the truth, ba là the facts. Okay, facts right there. Nói lên một cái dữ kiện có thật. Phải không các anh chị?
nói lên một dữ kiện có thật. Right? Thành ra ở đây đó, họ cố tình dùng cái thì hiện tại ở đây. Tại vì họ đang distray cái người này, mà đang distray là đang đang như là distray là gì? Giống như là khuyên vậy đó, advice cái người này vậy đó. Các anh chị hiểu rồi phải không? Tại dùng cái thì hiện tại ở đây thì cái vấn đề mà khuyên người này nó còn mạnh hơn nữa, tại vì nói lên một cái sự việc chắc chắn là như vậy. Okay. When you arrive, nên họ dùng thì hiện tại ở đây. Chứ không có nói when you will arrive. Okay. Rồi, đây cũng là một điểm nữa. Ok, đây cũng là một điểm. Ok, next one. The future continues used to expect future without intention. Khi mà mình dùng cái thì này á, thì chỉ diễn tả một cái sự việc ở tương lai mà không có cái sự mà cố ý ở trong đó, cố tình làm chuyện đó, mình chỉ mention ra thôi. Okay. Maybe nó có cái plan nhưng mà chưa chắc là mình sẽ làm chuyện đó. Cái ý nói gì vậy? Intention có nghĩa là chưa chắc làm chuyện đó. Anh đã các anh chị thấy chữ will ở đây thường thường nó không có gì chắc hết trơn á. Không phải là nó phải là 100% không chắc, nhưng mà thường thường là nó như vậy. I will be helping Mary tomorrow. Nghĩa là ngày mai tôi sẽ đang giúp Mary. Chỉ là một cái lời nói thôi. Okay. Chứ chưa có intention, chỉ giọt miệng nói thôi. Giống như hứa cuội vậy đó. Khi đó là cái định nghĩa nó nói như vậy. Yes. Okay. Nhiều khi các anh chị đừng có picky quá, đừng có biết điều quá, có nghĩa là mình đừng có đặt nặng vấn đề quá, làm cho mình sẽ tẩu hỏa. Cứ nhớ là cái chữ will đó là không có gì chắc chắn hết trơn á. Okay. Mà các anh chị thấy so far khi mỗi lần mà mình nói về future, mình ưa dùng chữ will lắm. Các anh chị có biết khi các anh chị dùng chữ will là người ta nghĩ trong đầu là mình xạo, mình hứa cuội. Phải không nè? Mình mới giọt miệng nói cái điều đó thôi. Okay. Hay là mình mới dọn nguyện quyết định cái điều đó thôi. Nếu làm liền tại chỗ thì ok. Okay. Còn nếu mà dùng cái future thì chưa chắc. Right? Đồng ý không nào? Thí dụ như nói là someone's knocking the door. I will open it. Okay. Thì cái đó mới chắc chắn, nói mà làm liền thì mới chắc chắn. Tôi sẽ mở cửa liền. Nhưng mà cái vấn đề này nó có cái intention nhưng mà nó chưa có cái plan. Đấy, mình chỉ quyết định cái lúc ngay lúc đó mà thôi. Đấy, các anh chị hiểu là gì? Nếu mà dùng future mà làm liền á, mình thấy trước mắt làm liền thì it's ok. Còn nếu mà chưa mà nếu mà nói 1 2 tiếng sau, hay là tomorrow, hay là five hours, đại khái như vậy, in 5 hours, in 5 days thì không có tin nổi rồi hả? Các chị hiểu rồi phải không? So when you say this one, I will be helping Mary tomorrow. It does not imply that I, the speaker, has arranged to help Mary, or that I wish to help her. Nghĩa là thì mình chỉ dọn miệng nghĩ intention đâu, chưa có cố ý làm như vậy đâu, chỉ nói cho người kia vui vậy thôi, là khá như vậy. Ok, nào một trường hợp nữa để dùng thì này.
The future continues a year before an activity that happens during a future period of time. Cái thì này thực được dùng để chỉ một hành động mà nó xảy ra suốt cái một cái thời điểm ở tương lai. Period of time nghĩa là from from 2 o'clock to 3 o'clock đại khái như vậy. Có nghĩa là period of time nghĩa là cái khoảng và cái khoảng thời gian nào đó. Ví dụ câu này đi. I'll be having a meeting from 3 to 4. Tôi sẽ đang có một cái buổi họp từ 3 giờ tới 4 giờ. Hay là she'll be eating dinner with her friends this evening. Cô ta sẽ đang ăn tối với bạn cô ta chiều nay. Tối nay. Các anh chị thấy dinner and evening hoặc là chiều hoặc là tối gì cũng là dinner. Hay là nói tóm lại khi dùng cái thì này thì mình nói lên một cái sự việc sẽ đang xảy ra vào khoảng thời gian đó. Chị phải hiểu như vậy. Nói lên một cái sự việc sẽ đang xảy ra vào khoảng thời gian đó trong tương lai. Ok. The future continues also year for an activity that happens around a certain time. Có nghĩa là gì? Cái thì này cũng được dùng chỉ một cái hành động sẽ xảy ra một cái thời điểm nào đó, một cái thời điểm nhất định nào đó. Certain time là chắc chắn nào đó, là chắc chắn. Ok. Xác định và xác định. Cảm ơn các anh chị dịch tiếng Việt dùm cho mình. I'll be arriving at 7. Okay, now next one. Cái này này mình nói rồi, right? The future continues sometime due to for formal offers. Nó là một cái nicely request nữa. Anh chị thấy câu này, anh chị thấy không? Thường thường với khách hàng là mình rất là lịch sự, right? Will you be needing a cab home, sir? Anh chị thấy không? Với khách hàng mình gần như là năn nỉ, phải không? Giống như nói, may I help you? Tôi có được phép giúp ông hay không? Giúp là một cái sự lịch sự rồi. Còn cần phải đợi người ta cho phép mình nữa. Các anh chị thấy không? Thành ra với khách hàng mình phải lịch sự là như vậy. Will you be needing a cab home, sir? Nhớ các anh chị thấy khi mà mình nói chuyện với người trên, với boss hay là với customer, mình phải lịch sự như vậy đó. Okay? Mình phải lịch sự như vậy đó, với cái request. Right? Mến chào các anh chị mới vào. Ok, một cái khác nữa.
If future continuous is often used to check information. Và khi mà người ta hỏi, khi mà mình muốn hỏi người ta để biết coi cái chuyện đó sẽ xảy ra thế nào, thì mình cũng dùng cái cách này để hỏi một cách rất là lịch sự luôn. Will you be having lunch with us? Thay vì mình nói là can you have lunch with us? Can you have lunch with us? Nó nghe không có hay. Okay. Will you be having lunch with us? Thế nên nói là dễ như có học. Okay. Educated. So from now on cứ mở miệng mình nói will you be? Will you be? Will you be? Will you be? Với cái verb and ing. Will you be coming soon? Will you be doing it for me? Các anh chị thấy không? Rất là lịch sự. Okay, now next one. Okay, câu một trường hợp nữa để dùng thì này nha. Okay. Câu này nghĩa là gì hả? À, bạn sẽ ăn lên chứa chúng tôi hay không? Đừng nói hay không. Bạn sẽ ăn lên với chúng tôi nha. Okay. Câu này giống như là một câu yêu cầu, mà yêu cầu năn nỉ lịch sự vậy đó. Bạn sẽ ăn lên với chúng tôi nha. Câu này như vậy đó. Right? Nói nhỏ nhẹ. Will you be having lunch with us? Okay, một điều kiện nữa, một trường hợp nữa để dùng thì này. The future continuous is also used to make sympathetic predictions about people's feelings. Cái thì này cũng dùng để nói lên một cái đồng tình mà thông cảm với nhau á, về cái cảm thông và với cái của thôi khói việc quá đi. Ok, thí dụ như cái này nha, cho thí dụ thì các anh chị sẽ thấy hiểu rồi. Có nghĩa là mình nói, mình dùng cái thì này có vẻ như là mình hiểu người ta đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào. That's people's feelings, okay? Ví dụ thấy người ta đang mệt, biết không? Thấy người ta đang mệt, okay? Thì mình sẽ nói, you'll be feeling hungry after a hard day's work. Okay, mình nói như là vuốt ve người ta. À, tôi nghĩ là bạn sẽ cảm thấy đói bụng sau một cái ngày làm việc mệt nhọc. Okay. Nói vậy nghe mát thì thôi phải không? Nghĩa là mình hiểu người ta. Right? Các anh chị thấy điều này không? Thành ra cái thì này rất là hay các anh chị. Hay nhất ở cái điểm là mình yêu cầu một cách rất là lịch sự, người ta không thể từ chối được. Cái điểm thứ hai là mình nói lên một cái sự thông cảm. Mình hiểu người ta, mình thông cảm người ta. Okay. Hay là câu này, you'll be needing some rest before you go. Thì các anh chị thấy nếu mà hai mệnh đề, thì cái mệnh đề mà time clause á, time clause là những mệnh đề nó có chữ before hay là chữ after hay là chữ when, gọi là time clause, thì cái mệnh đề đó thường thường ở cái thì present tense. Bạn sẽ cần nghỉ, bạn sẽ cần nghỉ. Mình đừng có dịch ở đây là bạn sẽ đang nha các anh chị. Mình chỉ hiểu là mình sẽ dịch là bạn sẽ cần nghỉ trước khi mà bạn đi. Khá như vậy. Bạn sẽ cần nghỉ ngơi mà trước khi bạn đi.
Thêm một trường hợp nữa để mình dùng thì này. Tình. Yeah, bạn phải cần nghĩ trước khi bạn đi. Okay, next one. Interrupted action in the future. Use the future continuous to indicate that a longer action in the future will be interrupted by a shorter action in the future. Remember, this can be real interruption or just an interruption in time. Có nghĩa là gì? Để interrupted action là gì? Dịp này sao ta? Bị ngắt quãng hả? Một cái hành động bị ngắt quãng ở tương lai. Dùng cái thì này để nói lên một cái hành động dài trong tương lai sẽ bị ngắt bởi một cái hành động ngắn ở trong tương lai. Và nhớ rằng cái thì này thì thường thường đó là một cái sự mà bị ngắt quãng thật sự hoặc là mới vừa bị ngắt quãng ngay cái lúc đó. In time là ngay lúc trước lúc đó, thường thường dịch là trước lúc đó thì đúng hơn, ngay lúc đó. Thí dụ nha, I will be watching TV when she arrives tonight. Tôi sẽ đang xem TV khi mà cô ta tới tối nay. Các anh chị thấy cái time clause không? Nhớ nha, khi có hai mệnh đề mà trong đó có cái time clause dưới cái thì này thì mình sẽ dùng cái present tense. Mặc dù cái sự việc này chưa xảy ra. Anh chị thấy điều này không? Mình không có nói là when she will arrive tonight, right? Cái sự việc mà cô ta sẽ tới tối nay chưa có xảy ra. Hay câu này, I will be waiting for you when your bus arrives. Tôi sẽ đang đợi anh khi mà chiếc xe bus tới. Again, simple tense for the time clause. Okay, next one. Parallel action in the future. Parallel action nghĩa là hai cái mệnh đề nó phải song song với nhau, nó phải giống nhau. Các anh chị coi câu này nha. I'm going to be studying and he is going to be making dinner. Tôi sẽ đang học bài và cậu ta sẽ đang
nấu ăn. Vì hai sinh viên nói chuyện với nhau. Take turn to cook. Khi một cái thí dụ nữa. Another example. Tonight, they will be eating dinner, discussing their plans and having a good time. Tối nay họ sẽ ăn tối, thảo luận cái chương trình của họ và có và vui vẻ đi, dịch vậy cho rồi đi. And having a good time là gì các anh chị? Having a good time đây các anh chị hiểu là gì? Là họ sẽ chơi game, họ sẽ hát, họ sẽ nhảy, khá như vậy. Nghĩa là they're going to do something to have a good time. Phải không các anh chị? Mình phải hiểu như vậy. Sau khi mà ăn tối, thảo luận cái plan nào đó, rồi họ hát hò, họ nhảy nhót, họ chơi game, họ làm gì đó, whatever, I don't know. Ok, một trường hợp nữa, các anh chị thấy đại khái là nó toàn là diễn tả cái hành động nó đang xảy ra ở tương lai, mình cứ nhớ như vậy là được rồi. Đây là câu khác. Nó chỉ là những cái điểm phụ nó bổ túc cho cái điểm chính mà thôi. Right. I'll be working on the next chapter when we meet again. Một lần nữa, time clause with the simple simple present. Tôi sẽ đang làm việc, tôi sẽ đang học. Working ở đây nghĩa là đang study. Okay, studying. Cái chương kế khi mà chúng ta gặp nhau một lần nữa. Right. And cái này rất là quan trọng. Okay. Cái điểm này nè, điểm chỉ mình sắp sửa post ra nè. Khi mà mình nói về cái continuous thì các anh chị phải cẩn thận về cái action verb hay là cái linking verb. That's what this means. Some verbs are never used in progressive tenses. Thí dụ có nhiều cái động từ mình không có thể dùng cái continuous được. No matter it's in the present, the future or past tense, không được dùng cái continuous. Thí dụ những cái động từ này: believe, agree, understand, know, remember, forget, mend, doubt, like, love, hate, imagine, want, wish. Là khá như vậy. Chị coi câu này nha. Câu này đúng không? Speak more slowly and they will be understanding you better. No, phải không? Understand là understand. Hiểu có nghĩa là đang hiểu rồi. Cái understanding này nó là linking chứ không phải là action. Okay. Nó không phải là action verb. Thành ra mình không có được dùng cái thì continuous. They will understand you better. Chứ không, mình không có nói là they will be understanding you. Right? So câu này phải sửa lại là they will understand you. Hay là câu này,
Nói tóm lại là bây giờ cho thêm thí dụ nữa thì các anh chị cũng sẽ nghĩ như vậy thôi. Okay. Những cái động từ mà linking nghĩa là trừu tượng đó, không có mình không có thấy được nó move, nó di chuyển đó, thì mình không có dùng cái thì continuous. Ví dụ như động từ to want. Believe me, I mean believe me, when you see your hotel room, you will want to go home immediately. Tin tôi đi, khi mà bạn thấy cái phòng hotel mà bạn 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 mướn á, bạn ở đó, thì bạn sẽ muốn đi về nhà lập tức. Câu này đúng không các anh chị? Đúng không? Đúng chứ còn gì nữa. Right? Mình không có này you will be wanting. Okay, mình không nói như vậy. Yeah, câu này đúng. Ok, câu này nha. What time is it? Just 8:48. Câu này đúng hay không nha? Why I am going to be finishing my homework. She's going to make dinner. Trong lúc mà tôi sẽ đang xong cái bài làm của tôi á, thì cô ta sẽ nấu ăn. Câu này đúng hay sai? Chị mới hỏi hỏi các anh chị khác. Very good. Câu này sai nha. Những cái động từ như là to start, to finish, to stop. Ok. Những cái động từ này nó không có continuous được. Khi mà các anh chị nói I finished my homework thì 1 minute, 1 second later hay là 1 minute later, cái the action finish is completely gone, phải không? Đồng ý không nào? Khi mà các anh chị nói các anh chị xong cái gì đó thì sau 1 phút sau thì cái vấn đề xong đó nó chấm dứt luôn, phải không nào? Right. Ví dụ như các anh chị nói là I stopped smoking to come back to work. Là to go back to work. Tôi ngừng hút thuốc để trở lại làm việc. Thì cái 1 phút sau, 1 second sau, 1 giây sau, 1 phút sau, cái sự stop đó nó đã không còn stop nữa, phải không các anh chị? Nó chấm dứt rồi, phải không các anh chị? Hiểu điều này phải không? Hay là mình nói là I start doing the test. I start doing the test. Thì cái hành động tôi bắt đầu làm bài 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 làm thì 1 phút sau cái hành động bắt đầu nó hết bắt đầu rồi, phải không Hương Bụi? Mà nó đang continuous. Tôi bắt đầu làm bài 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 làm bài bài kiểm. I start doing the test. Thì cái hành động start này đó 1 phút sau mình không còn start nữa mà mình doing, phải không? 1 phút sau Hương Bùi sẽ nói là I'm doing
chứ Hương Bùi không có nói là I'm star nữa. Hương Bùi hiểu chữ này chỗ này không? I star hiểu rồi phải không? Nghĩa là cái động từ to start hay là động từ to stop hay là động từ to finish. 1 phút sau cái hành động finish hay stop hay start đó, nó chấm dứt luôn hẳn luôn. Ví dụ nói tôi xong cái bài kiểm của tôi rồi, I finish my homework, thì 1 phút sau mình đâu có còn finish homework nữa mà mình làm chuyện khác rồi đấy. Hương Bùi hiểu rồi phải không? Thành ra coi như cái câu này là xong là xong luôn rồi, không còn xong nữa, 1 phút sau không còn xong nữa đấy. Thành ra coi như câu này là sai. Mình không có nói là finishing, mình không có nói, trong khi mà tôi đang xong cái bài homework của tôi, mình không có nói gì vậy. Tôi sẽ đang xong. Okay, now cái adverb thì các anh chị thấy ở trong cái cách dùng mà cái continuous, I mean future continuous, nó có nhiều cái trợ động từ phải không? Chỉ có mỗi động từ chánh và nó có nhiều cái trợ động từ. Ví dụ như cái câu she is going to make dinner, mình có bao nhiêu trợ động từ các anh chị? Động từ to be and going to, right? Động từ to be and going to, phải không? Có 2 trợ động từ, right? Động từ to be and going to, right? Đó là 2 trợ động từ. Dự kiếm đi cho các anh chị câu này nha. Này. You will be waiting for her when her plane arrives. Mình sẽ dịch có chữ still luôn. Bạn sẽ đang vẫn còn đợi cô ta khi mà cái máy bay của cô ta tới. Thì chữ still này mình để ở đâu? Theo các anh chị nghĩ. You will be still. You still will be. Còn anh chị nào khác nữa không? Còn chỗ nào khác để vô chữ still không? You will still. You will be still. Nhớ nha. Trong câu có tất cả là mấy trợ động từ. Answer me. Cái này chị mi mention rồi. Trong câu có tất cả là mấy trợ động từ? Có 3. I mean, có 2, phải không? Có 2, right? Chữ will and chữ be, phải không? Thì nếu mà có trợ động từ trong câu, thì mình sẽ đặt cái trợ động từ đó sau cái, sẽ đặt cái trạng từ. Nếu mà có trạng từ, con câu still là trạng từ, adverb. Nếu mà có trạng từ trong câu, mình sẽ đặt cái trạng từ đó sau cái trợ động từ thứ nhất hay là đầu tiên. Chị nhớ điều này nha, sau cái trợ động từ đầu tiên.
Thì câu này sẽ thành là will still be. Nhớ điều này nha các anh chị. Và sao trở động từ đầu tiên là chữ will. Mình không có post ra được. Đây là will be. Rồi bây giờ cái mình thấy chữ will bằng chữ be going to. Ok. Mình thấy chữ will bằng chữ be going to. Câu này mình đặt chữ still ở đâu? You are going to be waiting for her when her plane arrives. Mình để chữ still ở đâu? Yes, sau cái trở động từ đầu tiên là are, right? You are still going to be. Okay. Rồi cái thì này nó cũng xuất hiện ở cái thể mà active and passive, okay? Right? Thí dụ đây là cho có cái dấu trắng trắng ghét quá. At 8 p.m. tonight, John will be washing the dishes. Đây là active. Lúc 8 giờ tối nay, John nó sẽ đang rửa chén. Tội nghiệp thì thôi. Bây giờ đặt passive đặt sao các anh chị? Cái này mình chưa học nhưng mà Tiểu My thử các anh chị. Giờ đổi câu này thành passive, các anh chị đổi làm sao? Chị mình chỉ thử các anh chị coi các anh chị biết hay không. Không biết cũng không sao, tha cho các anh chị lần này, ok? Active là câu nói chủ động, passive là câu nói bị động. Viết nguyên câu ra đi, please. Nguyên câu ra. Chưa có ai đúng hết trơn. Chưa có ai đúng hết trơn. Chưa có ai đúng hết trơn. Vậy mà tưởng đâu cái chị giỏi lắm à. Ok, so far có một người mới vừa đúng á. Ok. Có một người mới vừa đúng á. Nhưng mà phải viết nguyên câu ra mới được. Ok. Phải viết nguyên câu ra mới được. Khanh đúng á, nhưng mà phải viết nguyên câu ra mới được. Khanh viết nguyên câu ra đi. Để Tiểu My, nhiều khi đúng mới có một phần thôi, viết nguyên câu mới biết là đúng hay không. Cứ có cái dấu chấm hoài ghét quá. Khanh viết nguyên câu ra đi. Please. Please, please, please. Câu active nào.
nộ thấy không, viết nguyên câu lại sai, chị mới biết mà. Thấy không, viết nguyên câu lại sai. Anh thư đúng, ok, anh thư đúng. Chị mới biết ngay chốc nè. Cho anh nó bị rửa chén hả? Cho anh nó, cho anh, nó sẽ bị rửa chén hả? Khi mà cái gì tốt tốt á thì mình sẽ dịch là được, cái gì xấu xấu á mình sẽ dịch là bị. Ok, thì mới hiểu, không phải nhầm mà chưa có nắm vững cái luật về cách đổi từ active ra passive. Ok, không phải nhầm, chúng mày biết mà chưa có nắm vững. Câu của anh Thư đúng đó. Bây giờ Tứ Thành không hiểu là đúng rồi, không hiểu là đúng rồi. Giờ tí mày nói cho các anh chị nè, sẵn đây nói luôn nè, mình muốn đổi, ghét quá, có cái dấu chấm thì mình post xong được, để coi. Khi mình muốn đổi một câu active thành passive thì mình chỉ nói phớt qua thôi nha. Thế thì ở trong câu đó mình sẽ lấy cái túc từ làm chủ từ. Ok, mình sẽ lấy cái túc từ làm chủ từ, đó là cái luật thứ nhất, đó là cái cách, đó là cái step thứ nhất mình làm. Thì cái túc từ ở đây là gì các anh chị? Túc từ ở đây là gì? Yeah, cái này tí mình chỉ nói phớt qua cho các anh chị thôi, rất là nhanh thôi, okay, không có đi sâu vô chi tiết. Yeah, the dishes, right? Làm chủ từ. Ok, đây là cách, đây là cái step thứ nhất. Right? Rồi kế đó mình làm gì nữa? Mình sẽ lặp lại cái trở động từ y chang. Ok, mình sẽ lặp lại cái trở động từ. Thì cái step thứ hai là mình sẽ có the dishes, right? Will be. Ok, lặp lại y chang cái trở động từ. Đó là cái step thứ hai. Mình không có được đổi cái trở động từ nha các anh chị, mình sẽ lặp lại y chang. Right? Đồng ý không nè? Cái step thứ ba là mình sẽ thêm cái being vô. The dishes will be being. Okay. Đó là cái step thứ ba. Bắt buộc mình phải làm theo ba cái, mấy cái step này nha các anh chị. Rồi cái step thứ tư đó, động từ chính phải ở cái thì gì? Past participle. Will be being and washed. Phải không? Washed. Right. What? Ending sound là T, right? Tại sao ending sound là T các anh chị? What? Mình đọc như vậy đó. Tại sao ending sound là T? Anh chị nào biết không? Này học rồi. Ồ, đừng nói hữu thanh vô thanh gì, tụi mình không biết nha. Yeah, tại chữ son, đúng không? Chó sủa son. Yeah, chữ chó sủa son. Son chứ không phải chữ sao nha. Son. Chữ sao là chữ X, ok. Chó sủa son, chữ SH. Thành ra khi mà cái động từ cuối cùng bằng những cái chữ đầu của câu này thì nó sẽ phát âm thành chữ T. Ok. Washed. Đó là cái step thứ tư.
cái step thứ ba chưa? Rồi cái step thứ tư, cái chủ từ đảo thành cái túc từ với chữ bài. Đấy không nè? Trường hợp này chủ từ là cái gì các anh chị? Là John phải không? Thành ra nó sẽ thành túc từ. Thành ra nguyên cái câu nó sẽ với chữ bài luôn. That's good question. A good question, Angry Tiger. So đây là active and đây là passive. Các anh chị phải đi qua bốn cái step đó, ok? Tại sao mình dùng cái thì passive các anh chị? Câu để trả lời câu hỏi của Angry Tiger. Các anh chị nào biết không? Cái mục đích khi nào mình dùng cái thì bị động? Hả? Very good. Cái mục đích thứ cái điều cái trường hợp thứ nhất để mình dùng cái thì bị động, chỉ khi nào mình muốn nhấn mạnh cái sự việc đó mình mới dùng cái thì bị động. Không phải sự việc được thực hiện bởi người khác, không phải. Okay. Không phải sự việc được thực hiện bởi người khác. Các anh chị coi câu này nè. I panic. Coi câu này nha. I panic. The house. Cái câu này nè. Cái sự việc này được thực hiện bởi tôi phải không? Phải không Linh Chi khác? Đồng ý không nè? Phải không? Mình đâu có nói là the house was painted by me đâu. Mình đâu có nói như vậy. Ok, mình đâu có nói như vậy. Có ai nói the house was painted by me không? Có ai nói vậy không? Không. Hay là có ai nói the house was painted by Tom không? Có ai nói như vậy không? Đó một cái sự việc được thực hiện bởi người khác á. Các anh chị có giờ nói vậy không? Không. Phải không? Tại sao không nói là Tom painted the house cho rồi đi, mà tại sao phải nói the house was painted by Tom? Nhưng mà các anh chị nói vậy người ta sẽ nghĩ là các anh chị nói như vậy đó, ok? Các anh chị hiểu không? Không ai nói như vậy hết trơn á. Các anh chị tránh nói cái thì bị động chỉ trường hợp nào các anh chị giận dữ, các anh chị lặp lại, các anh chị muốn nhấn mạnh cái điều đó.
Ok, đó là trường hợp thứ nhất. Chứ còn bình thường mình ai sơn cái nhà thì cứ nói ai sơn cái nhà cho rồi. Còn bà Đạt nói the house was painted by me. Trời đất ơi, quýnh cái chết bây giờ. Sơn cái nhà thì nói sơn cái nhà cho rồi. Còn bà Đạt, cái nhà đó được sơn bởi tôi đó. Trời đất. Chị thấy nó funny không? Right? Chỉ khi nào mà mình nhấn mạnh đó, ok, mình nhấn mạnh đó thì mình mới dùng cái từ bị động. Ví dụ nói là who was painted the house? I mean who did paint the house? Who did paint the house? Ví dụ nói như vậy đi. No, who painted the house? Không nghe tiếng trả lời hay là mình trả lời nhỏ xíu? Ai? I did. Mình lâu chơi game mình trả lời nhỏ xíu I did. Who painted the house? I did. Cũng đang ghiền chơi game tới 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 lúc gay cứng rồi. Ok, mình mãi miết mình chơi game mình chỉ trả lời cho qua thôi. I did trả lời trong miệng thôi. Tại vì đang chơi game mà. Người kia giận quá. Who painted the house? Thì mình mới trả lời lại the house was painted by me. Okay, mình nhấn mạnh cái điều này. Tom painted the house. Did he? Ví dụ vậy. Phải Tom nó sơn cái nhà không? I did. Phải Tom nó sơn cái nhà không? I did. Phải Tom nó sơn cái nhà không? The house was painted by me. Đó, lúc đó mình giận lên rồi mình nhấn mạnh. Okay, thì mình mới dùng cái thì này. Đó là trường hợp thứ nhất. Okay. Trường hợp thứ hai khi nào mình dùng cái thì này các anh chị? Trường hợp thứ hai khi nào mình dùng thì này? Hả? Bị tai nạn. Bị mất cắp. Không biết rõ. Very good John Flyer. Khi nào mà mình không biết ai làm cái hành động đó thì mình mới dùng cái thì này. Thí dụ mình nói the rose was repaired yesterday. Cái con đường được sửa ngày hôm qua rồi. Không các anh chị? Đồng ý không nào? Thì mình dùng thì này. Mình dùng cái thể, cái cách này. Con đường được sửa, ai sửa con đường? Who knows? Right? Hay là he was good. He was injured at war. Ông ta bị thương ở trong chiến tranh. Ai làm ông ta bị thương? Ai bắn ông ta bị thương? Ai làm ông ta bị thương? Đâu biết ai đâu. Phải không các anh chị? Right? Yeah. Thành ra khi nào mà mình không biết cái người nào làm cái hành động này thì mình mới dùng cái thì này. Mình mới dùng cái cách này, cái passive, cái thì bị động này. Còn nếu mà mình biết ai làm chuyện đó thì nói quệt tẹt ra cho rồi đi. Còn bài đặt nói là the house was painted by me. Tại sao nó I painted the house cho rồi đi. Phải không các anh chị? Đấy. Thành ra các anh chị tránh, càng tránh dùng cái thì bị động càng nhiều càng tốt. Nếu mà nói được active thì cứ nói rõ ra. Thế. Chị đồng ý không nào? Say yes đi, please. Đó là cái mục đích để mình dùng thì bị động. Khi nào mình muốn nhấn mạnh cái chuyện gì hay là khi mà mình không biết ai làm cái hành động đó thì mình mới dùng cái thì bị động. Còn nếu không thì cứ nói trắng ra đi. Nhất là các anh chị học trong trường, càng nói đơn giản, dễ hiểu, rõ ràng thì được điểm nhiều hơn là nói
nối văn chương mà chật lớp hay là nối văn chương mà màu mè trong đó. Dùng cái thì bị động mà không đúng chỗ là coi như là màu mè qua lá gì, đại khái như vậy. Thế nhớ nha. Rồi chỉ nói phớt qua thôi. Đến chừng mình học cái bài đó thì mình sẽ nói more detail. Khi trở lại bài nào. Rồi bây giờ qua cái khá. What else? Câu này, cái định nghĩa này. The future progressive tense is not as common as other tenses, and it can sometimes be replaced by simple future, present progressive, or even simple present. Nghĩa là cái thì này đó, thật sự ra nó not as common as, có nghĩa là nó không có thường dùng, okay? Ít khi nào mình dùng cái này. Cái câu này nghĩa là như vậy, nó không có thường dùng giống như, như mấy cái thì khác, và thỉnh thoảng mình có thể thế bằng những cái thì như là simple future hay là present progressive hay là even a simple present cũng hiểu. Ok, thí dụ câu này. Tại cái thì này nó làm cho người ta sẽ confused là cái sự việc này nó có xảy ra hay không, thật sự xảy ra hay không. Khi mà các anh chị tiểu mình nói rồi, khi mà mình dùng cái chữ will đó thì làm cho người ta nghi ngờ, okay? Nghi ngờ mình lắm, right? Thành ra ít khi mà người ta dùng cái thì này. Mình có thể thấy bằng cái future continuous cũng the same thing. I'll leave in a few minutes. Hay là mình có thể thế bằng cái be going to cũng được, thì nó rõ ràng hơn. Thế nó rõ ràng hơn. I'm going to leave in a few minutes. Hay là I'm leaving. And even, các anh chị có thể dùng cái simple present cũng được luôn để thế cho cái thì này. Tất cả đều có nghĩa là tôi sẽ rời trong vòng 1 giờ phút. Cái thì này, cái điểm đặc biệt của cái thì này chỉ có 2 trường hợp để mình dùng. Bây giờ cái bài học coi như là hết, để kiếm đi tóm lại 2 cái điểm chính khi dùng cái thì này. Cái điểm thứ nhất đó là khi mà mình nói lên một cái hành động nó sẽ xảy ra ở tương lai vào cái thời điểm nào đó, có nghĩa là có 2 sự việc nó xảy ra, okay, ở tương lai. Thí dụ, và thường thường nó có cái time clause ở trong đó, có cái mệnh đề chỉ về thời gian ở trong đó. Thí dụ, ví dụ câu hồi nãy, you will still be waiting for her when her plane arrives. Thường mình dùng thì này ở tương lai, cái sự việc đang xảy ra ở tương lai, ở một cái thời điểm nào đó.
Và cái điểm đặc biệt thứ hai khi mình dùng thì này để mình nói lên nói lên một cái sự việc mà mình yêu cầu một cách rất là lịch sự, thì mình dùng cái thì này rất là hay. Thế ví dụ như câu nào hồi nãy, will you be coming tomorrow, là khá như vậy. Let's see. Now this one. Mất tiêu câu nãy rồi. Ví dụ câu này. And then lúc nào from now on, khi mà mình mở miệng ra đó. Hello, Mr. Hiscock. Mr. Japanese. Will you be needing a cab home, sir? Thì mình dùng cái thì này nghe rất là hay, nghe rất là ngọt, đại khái như vậy. Mình nghe không ngọt nhưng mà Mỹ nó nghe ngọt. Ok, đây là hai điểm đặc biệt của khi mà mình dùng thì này. Còn ngoài ra nếu mà mình chỉ một cái sự việc ở tương lai mà nói một cách bình thường thì mình có thể dùng cái continuous, future continuous hay là present continuous hay là future simple cũng được. Ok. Cười. Cười giống Sơn Dương quá đi. Hay là câu này. Are you going to be waiting for her when her plane arrives tonight? Bạn sẽ đợi cô ta khi mà cái máy bay của cô ta tới tối nay được hay không? Cái như vậy, câu này nó như vậy á, ok. Sơn Dương là ai? Sơn Dương là con dê á, con dê chúa trên rừng á, gọi là Sơn Dương. Biết mà, tại Tiểu My bị dê nhiều quá nên Tiểu My phải biết đâu. Ok. Cái gì vậy? Ok rồi, bài học tới đây là chấm dứt. Đó là hai điểm chánh. Mới chấm dứt bài học thôi, còn bài tập nữa. Any question? Hả? Troll bọn em là gì? Troll bọn em là gì? Có câu hỏi gì nữa không các anh chị? Các chị cứ nhớ nó là hai điểm chánh của cái thì này. Khi mà mình dùng mỗi thì nó, các anh chị chỉ nhớ cái điểm chánh để dùng thì đó thôi, khi nào dùng thì đó thôi. Đồng ý không nè? Bây giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập bài tập cách dùng thì này thôi nha, chứ chưa có vô sau. Ngày mai mình sẽ ôm lại. Ở đây cái anh chị dùng will be hay là are be going to cũng được, same thing nha các anh chị, không có gì khác hết trơn. Ok. Biết có gì nữa. Continue.
symbol. Mấy chị đổi đổi đang đọc cái PM của người nào đang hỏi This time next month I sit on the beach. Đổi câu này đi. Giờ chỉ áp dụng cái công thức thôi. Mình còn nửa tiếng mình làm bài tập áp dụng công thức thôi. Giờ này tháng tới tôi sẽ đang ngồi ở ngoài cái bãi biển. Chị làm đi, áp dụng công thức thôi. Yeah, mình sẽ có will be and động từ với ing. Rất là dễ. Hay là mình sẽ be going to cũng được. I am going to. Yeah, I'm going to be sitting cũng được. Okay? I'm going to be sitting cũng được. Câu này nha. When we reach England, it's very lightly rain. Ngô Hồng là ai? Will be sitting. Okay, Ngô Hồng mới vào room phải không? Will be sitting. Yes. Okay, làm câu này nha các anh chị. Viết nguyên câu ra đi please. Không có được cheating. Viết nguyên câu ra please. Viết nguyên câu ra please. Khi mà tôi tới nước Anh đó thì trời trời cái này mình sẽ mình trời trời nó gần như là nó đang mưa vậy đó. Trời sẽ gần như là mưa. Anh chị phải viết nguyên câu ra please. Ok, Khanh đúng. Chỉ có Thanh đúng thôi hả? Chưa ai đúng hết trơn. Cái lightly là adverb. Các anh chị nhớ không? Lightly là adverb. Thành ra khi mà có cái adverb ở trong câu thì mình sẽ để cái trạng từ đó ở phía sau cái trợ động từ đầu tiên. Hồi nãy mình học tiếng Mỹ có mention vấn đề này rồi phải không? Phải không các anh chị? Ở phía sau cái trợ động từ đầu tiên. Ở phía sau cái trợ động từ đầu tiên. Will likely. Phải không? Will very likely. Will likely wait a minute. Cái câu đâu rồi? It will very likely be, không các anh chị, raining.
It will very likely be raining. Very cũng là trợ động từ, likely cũng là trợ động từ, phải không? Còn nếu mà dùng cái be going to thì it is very likely going to be raining. Very likely cả hai đều là trợ động từ. Cái động từ very, the first one, cái bạn gì? Cái trợ động từ thường thường nó bổ nghĩa cho cái chữ gì các anh chị? The first one modify to the second one, right? Thấy không? Đúng rồi đó Hoàng Nguyễn. Nếu mà mình dùng cái be going to, các anh chị trợ động từ thường thường bổ nghĩa cho chữ gì trong câu? Cái trợ động từ thường thường bổ nghĩa cho chữ gì trong câu? Bổ nghĩa cho động từ. Còn bổ nghĩa cho cái nào khác nữa không? Hả? Còn bổ nghĩa cho cái nào khác nữa không? Hả? Trợ động từ bổ nghĩa cho ba chữ ở trong câu lận nha. Ok. Trợ động từ đâu có bổ nghĩa cho danh từ đâu. Các anh chị coi câu này nha. I play I play tennis. See? Well, cái trợ động từ well này bổ nghĩa cho chữ gì trong câu? Trong trường hợp này. Yeah, bổ nghĩa cho động từ phải không? I play tennis. Well. Rồi, các anh chị coi câu này nha. Yes, is very long. Cái nào là trợ động từ? I'm sorry, it is, yeah, I misspelled right there. It is very long. Cái nào là trợ động từ? Cái nào là trợ, no, I'm sorry. Cái nào là trạng từ? I'm sorry. Cái nào là adverb? Cái nào là trạng từ? Là very. Trường hợp này nó bổ nghĩa cho chữ gì? Hả? Chữ long. And chữ long này là loại từ gì? Hả? Loại từ gì? Adjective. Right? And that trường hợp này trạng từ nó sẽ bổ nghĩa cho một cái tính từ. Phải không các anh chị? Đồng ý không nè? Thành ra nó hai, bổ nghĩa cho hai loại từ rồi đó. Một cái là động từ và một cái là tính từ. Right? Rồi các anh chị coi câu này. I play tennis very well. Cái nào là trạng từ? Cái nào là trạng từ? Very. Cái nào là trạng từ? Well. And very luôn, phải không? Very cũng là trạng từ luôn mà, phải không? Right? Very và well đều là trạng từ hết, phải không? Đồng ý không nào? Vậy chứ cái chữ very đó, trạng từ trong trường hợp này nó bổ nghĩa cho chữ gì? Hả?
nó bổ nghĩa cho chữ gì trong câu các anh chị ha? Nó bổ nghĩa cho chữ well, phải không? Chứ nó đâu phải bổ nghĩa cho cái động từ play đâu. I play very nghĩa là gì? Nếu mà bổ nghĩa cho cái động từ play, đâu có ai nói I play very, phải không? Đồng ý không? And ở đây trường hợp thứ ba, nó bổ nghĩa cho trạng từ. Nếu các anh chị nhớ nha, trạng từ không phải bổ nghĩa cho động từ mà thôi, nó còn bổ nghĩa cho tính từ và chính nó nếu mà có trong câu. Chứ trạng từ không có bổ nghĩa cho danh từ nha Quang Nguyễn. Ok. Cho ba thí dụ đó. Ok, cho ba thí dụ đó. Nhớ nha, trạng từ bổ nghĩa cho ba từ. À, động từ, tính từ và trạng từ. Right. Thank you, Dan. So, trở lại câu này. Ok, trở lại câu này. So, Lily sẽ là trạng từ. Ok, Lily sẽ là trạng từ. Very cũng là trạng từ luôn, phải không các anh chị? Very cũng là trạng từ luôn. Nên đây trường hợp này, cái very này là trạng từ bổ nghĩa cho cái lively. Ok. Rồi, bây giờ các anh chị đổi câu này thành cái câu future đi. Future continuous hoặc là be, will be hoặc là be going to be. Và mình để cái trạng từ ở đâu? I think I missed something, right? Yeah, không có missed something. Very good, các anh chị nhớ nha. Mình sẽ để cái trạng từ phía sau cái trợ động từ đầu tiên. Đó là cái luật. Phải để cái trạng từ phía sau cái trợ động từ đầu tiên. Ở trong bài nãy thì mình mention rồi. Ngô Hồng đúng. It will very likely be raining. Okay. Có trường hợp mình để cái trạng từ cuối câu. Trường hợp nào? Trường hợp nào? Mình để cái trạng từ cuối câu các anh chị. Trường hợp mình nhấn mạnh. Ok. Trường hợp mình nhấn mạnh. Cái tỉnh từ cũng vậy nữa. Nhiều khi mình tỉnh từ thì nó bổ nghĩa cho danh từ. Thành ra thường thường các anh chị thấy nó đứng trước danh từ. Nhưng mà nhiều khi nó cũng đứng sau danh từ để nhấn mạnh. Ok. Để nhấn mạnh. Ok, bây giờ mình làm tiếp nha các anh chị, làm tiếp. Is it very likely going to be raining? Đó là mình dùng cái be going to. Cái câu của Quang Nguyễn. Còn cái câu của Ngô Hồng đó là khi nào mình dùng cái will be. Okay? Các anh chị dùng will be cũng được hay là be going to be cũng được. Hai câu của Ngô Hồng với lại Quang Nguyễn đều đúng. Thì các anh chị hiểu rồi phải không? Giờ mình làm tiếp nha. Ok, câu này nha. Giờ còn 15 phút nữa đói quá rồi.
I'll call for her at 8. No, don't. She still have breakfast then. Tôi sẽ gọi cô ta lúc 8 giờ. No, đừng. Cô ta sẽ vẫn còn đang ăn sáng lúc đó. Then là lúc đó. Các anh chị viết nguyên câu ra nha. Please. She will still be having breakfast then. She will still be, she will still be. That's right. Bây giờ dùng cái be going to đi. Dùng cái be going to đi. Dùng cái be going to đi. Anh chị đang dùng cái will be. Bây giờ be going to be having. She is still, right, she is still going. Cho thí dụ trường hợp tỉnh từ đứng sau nhấn mạnh. Ok, có người hỏi cho thí dụ một tỉnh từ. Tỉnh từ là bổ nghĩa cho danh từ, phải không các anh chị? Thường thường nó đứng trước danh từ. Nhưng trường hợp nào nó đứng sau danh từ? Có người hỏi như vậy. Trường hợp là nhấn mạnh. Ok, thí dụ như là mình nói là I want a red car. Cái red đây là tỉnh từ phải không các anh chị? Thường thường nó đứng trước cái danh từ. Tôi muốn một chiếc xe màu đỏ, phải không? Phải, nó đứng trước danh từ. Bây giờ các anh chị coi câu này. I want my car red. Hay thí dụ ông chủ nói với cái người thư ký đi mua chiếc xe đi, mua chiếc xe cho ổng. Người thư ký ra cái dealer xe. Okay. Ở ngoài cái dealer xe nó có hai chiếc xe mà ông chủ thích, một cái màu đen, một cái màu đỏ, một cái màu xanh, ba chiếc đi. Okay. Gọi về cho ông chủ. Ông muốn chiếc xe màu gì? Ông chủ nói ồ màu đỏ, mà cái người đó không có nghe. Okay. Nói trong điện thoại nhiều khi không nghe. Hỏi lại nữa. Ông muốn cái xe màu gì? Ông chủ ông nói I want my car red. Okay. Ông giận quá, ông nói tôi muốn cái xe tôi màu đỏ. Các anh chị thấy không? Trường hợp này mình để cái tỉnh từ ra phía sau để mình nhấn mạnh. Okay. Đó là thí dụ. Ok. Yeah, cái structure of grammar không có gì sai hết trơn á. Ok, không có gì sai hết trơn á. Nhưng mà nhiều khi cái the it had a different meaning. Nó có cái nghĩa khác thôi. Và nói bình thường thì mình chỉ nói bình thường mình để cái tỉnh từ phía trước. Nhưng mà khi mà mình muốn nhấn mạnh thì mình để cái tỉnh từ phía sau. Ví dụ mình nói I okay, there is no movie to see. Cái to see này nó là adjective nha các anh chị, chứ không phải nó là verb nha. Cái này mình học rồi. Cái này mình gọi nó là verbal. Okay. Cái to see ở đây nó là verbal. Và trường hợp này nó ở cái thể là infinitive. Và infinitive thì nó sẽ bổ nghĩa cho
ba từ, một là danh từ, một là trạng từ và một là tính từ. Trường hợp này nó bổ nghĩa cho danh từ là movie. Okay. Nó không phải là past participle, các anh chị. Nó là verbal. Verbal là gì? Là động từ giả. Nếu đứng ở, riêng ở ngoài đó, okay. Nó là động từ. Nhưng mà đứng trong câu nó không phải là động từ. Quang Nguyễn mới vô học đêm này bữa nay thôi, phải không? Phải không? Quang Nguyễn coi câu này nha. To jump is my favorite sport. Cái to jump này có phải là động từ hay không? Không. Thành ra cái to jump ở đây mình gọi nó là verbal. Okay, nó là động từ giả. Và đứng trong câu nó sẽ là noun. Nó lại sẽ là infinitive. Mà function is a noun. Nó là động từ nguyên mẫu nhưng mà nó đóng vai trò làm danh từ. Okay. Quang Nguyễn hiểu rồi không? Phải không? Thành ra to jump ở đây mình gọi nó là verbal chứ không phải là verb, là động từ giả. Tiểu My tạm dịch động từ giả, Tiểu My không biết cái anh chị dịch cái verbal tiếng Việt là cái gì, Tiểu My không biết. Okay. Thành ra cái to see, cái there is no movie to see, có nghĩa là không có cái phim gì để coi hết trơn á. Thành ra cái to see này nó bổ nghĩa cho cái movie ở phía trước. Nó cũng là infinitive, okay. Cái những cái bài verbal thì mình cứ keep repeating, repeat over why there is no movie to see. So to see ở đây, đó, áp dụng đó. To see ở đây nó không phải là động từ nha các anh chị, mà nó sẽ là tính từ. Tại sao nó bổ nghĩa cho cái movie ở phía trước? Không có movie, không có movie làm sao? Ô, không có movie để xem, không có phim gì hết để xem. Anh chị hiểu rồi phải không? Hiểu rồi phải không? Khi nào sử dụng verbal hả? Khi nào mà các anh chị viết bài, khi nào các anh chị muốn sử dụng thì các anh chị cứ sử dụng thôi. Bây giờ các anh chị coi coi này nha. Bây giờ mà nói qua cái verbal. Các anh chị khác hiểu cái verbal là gì rồi phải không? Các anh chị nào trong room với Tiểu My nắm vững cái phần verbal rồi phải không? Có anh chị nào không biết cái về cái verbal đi, đánh số 1 đi. Nếu mà nhiều thì tomorrow Tiểu My sẽ nhắc lại. Có ba người thôi. Cái bài verbal này Tiểu My cứ lặp đi lặp lại hoài. I want. Anh chị coi câu này nha. Ghét quá. I want to come. Now. I want to come now. Cái động từ chánh là gì các anh chị? Cái động từ chánh là gì? Want, right? Cái động từ chánh là động từ to want. So động từ to come không phải là động từ. Nó là verbal. Nó là động từ giả, nghĩa là đứng trong câu nó không có đóng vai trò làm động từ. Các anh chị nhớ nha, trong một câu nếu mà không có chữ and á, okay, thì chỉ có một động từ chánh mà thôi. Nếu không có chữ and,
go and khi vô câu này I go and see her. Nếu mà có chữ and thì có hai động từ chánh, nhưng mà nếu không có chữ and thì chỉ có một động từ chánh mà thôi. Ví dụ mình nói câu này, I am playing, thì em là động từ to be. Sau động từ chánh là động từ nào các anh chị? Play là động từ to play. Vậy động từ chánh là động từ nào? Nếu câu này answer me please là play, phải không các anh chị? Thành ra cái em đây chỉ là trợ động từ mà thôi, không phải là động từ chánh. Okay. Thành ra trở lại cái câu này, I want to come. Thì tiếp to come ở đây, cái one là động từ chánh rồi, thành ra to come không phải là động từ nữa, mà nó sẽ là verbal, là động từ giả đứng trong câu. Nó đóng vai trò làm gì? Adverb. Cái to come ở đây không phải là verb mà sẽ là adverb, tại vì nó bổ nghĩa cho cái động từ to want, muốn cái gì. Mà thật sự thật sự đó, nó là noun đó các anh chị, chứ cũng chưa hẳn là adverb nữa. Tại sao nó là noun? Tại nó trả lời câu hỏi là what. Nhớ nha, cái infinitive nó đóng ba vai trò. Một đó là danh từ, hai đó là chẵn từ, và ba đó là tĩnh từ. Nó đóng ba vai trò nha các anh chị. Có thể nó là danh từ, giống như nãy thì mình nói to jump is my favorite sport, phải không? Nó là infinitive đóng vai trò làm danh từ. Trường hợp này nó sẽ đóng vai trò làm danh từ luôn, tại vì nó trả lời câu hỏi là what. Thường thường khi mà trả lời câu hỏi thì các anh chị đòi hỏi cái từ gì? I ask, ví dụ mình nói I sau cái động từ need này các anh chị cần một cái gì? Một cái tĩnh từ, một cái danh từ, một cái đại danh từ, một cái chẵn từ. Tôi cần, các anh chị cần cái gì? Rồi một cái danh từ phải không? I need a pen. Được, cần cái viết, phải không? I need a hole. Ví dụ như vậy, I need thấy như vậy. Thành ra sau một cái động từ mà nó để trả lời câu hỏi what, thường thường nó sẽ là danh từ. Thành ra cái to come ở đây nó sẽ là verbal and function is a noun. Thành ra I need to meet. Thành ra to meet ở đây sẽ là danh từ. Okay. Đừng có nói nó là động từ nha, nó sẽ là danh từ. Để tiếng mi cho các anh chị thí dụ luôn, sẵn nói luôn cho rồi đi. Nó nghe kỳ kỳ phải không các anh chị, nhưng mà thật sự đúng là như vậy á. Thế nào giờ mình không biết. I need meeting her. No, đâu ai nói như vậy đâu. I need to meet her.
có những cái động từ theo sau nó là infinitive, có những cái động từ theo sau nó là gerund. Okay, thì mình sẽ cho các anh chị cái list sau. Đây là noun. Nó là to term ở đây sẽ là noun. Đố các anh chị cái này cũng là infinitive nha. Nó đóng vai trò gì? I had a suggestion to offer. Trương Hiếu Kính mới vô không? Yeah, nó sẽ là adjective. Okay. Nó sẽ là verbal. Trương Hiếu Kính chứ không phải là verb. Nó sẽ là adjective. Tại vì nó bổ nghĩa cho suggestion the noun ở phía trước. Để nó nhấn mạnh. Thế là there's no movie, there's no good movie to see. Right, cái câu hồi nãy. Rồi các anh chị coi câu này nha. Nó là infinitive, okay? Nhưng mà nó là verbal. Yeah, đây nó sẽ là adverb, phải không các anh chị? Tại nó bổ nghĩa cho cái động từ ở phía trước, phải không? Looking for, looking cái gì, looking gì, to buy. Yeah, nó là adverb chứ không phải là noun nha, nó là adverb, okay? Yeah, thì chỉ nói vắn tắt chút xíu cho các anh chị nào không có nắm dưỡng thôi. Gerund, participle, and infinitive. Cái động từ giả nó hiện ra ba cách. Một đó là gerund, là động từ có ing. Hai đó là participle, nghĩa là động từ có ing hay là động từ ở cột thứ ba của động từ bất quy tắc hay là động từ có ed. Là participle. Và ba đó là infinitive nãy giờ mình đang nói, nghĩa là động từ có chữ to. Và nó sẽ là verbal ở trong câu, có nghĩa là nó trong câu nó không phải là động từ mà nó có thể nó là danh từ, tính từ hay là trạng từ. Ok, ngày mai tụi mình sẽ ôn lại bài này cho các anh chị. Anh chị nào mà chưa có nắm vững thì ngày mai tụi mình sẽ ôn lại bài này. Ok. Em hy vọng ngày mai các anh chị sẽ nắm vững. Như cái câu này, các anh chị thấy bên này là 9:59. Như câu này, the couple was happy to leave. Đối với anh chị câu này, cái to leave ở đây nó là loại từ gì hả? Nó là loại từ gì? Yeah, nó là adverb, okay? Chứ không phải là verb nha. Mình phải gọi nó là verbal, okay? Mình phải gọi nó là verbal. Nó sẽ là adverb tại vì nó là trạng từ, nó bổ nghĩa cho cái tính từ ở phía trước. Phải không? Happy. Happy gì? Happy to leave. Right? Phải không nè? Hiểu sơ sơ rồi. Hiểu sơ sơ rồi. Thành ra các anh chị đừng có vội vã. Vừa thấy cái có chữ to đó là các anh chị vội vã. Các anh chị nói ô, nó là động từ. Không phải động từ. Không phải động từ. Verbal dịch là động từ giả, nghĩa là đứng riêng một mình nó là động từ, nhưng mà đứng trong câu trong trường hợp này nó không phải là động từ. Okay. Không hiểu, không biết tiếng Việt dịch là gì. Không biết tiếng Việt dịch là gì, chỉ biết nó là
Và tiếng Mỹ tạm dịch nó là động từ giả. Verbo nó bổ nghĩa cho một trong ba loại: một là tính từ, hai là trạng từ, ba là danh từ. Ok, một trong ba loại. Ok. Okay, các anh chị, time is up now and I think we should dismiss now. Hết giờ rồi. Hết giờ rồi mình nghỉ. Các anh chị đi ngủ hết đi. Còn Tiểu My thì đi ăn. Ok. Bên đó trễ lắm rồi, 11 giờ rồi phải không? 11 giờ rồi. Sớm gì? Bên đó 11 giờ rồi, đi ngủ hết đi. Ok, ngày mai mình vô mình học bài verbal nha. Còn cái bài hôm nay cũng chấm dứt luôn nha các anh chị. Cái bài mà the second future time, future tense, which is the future continuous, nó chấm dứt hôm nay. Ngày mai mình sẽ làm bài tập tiếp. Ok. Và ngày mai mình sẽ học verbal. Ngày mai love Alice vô room nha. Ok. Ok, bye các anh chị. Chúc các anh chị ngủ ngon nha. Chúc các anh chị khá một ngày, một đêm bình an vui vẻ. Ok. Cái room này từ thứ hai tới thứ năm, từ 8 giờ tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. 8 giờ tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Ok. Ok, and that's it for today. Hẹn gặp các anh chị ngày mai. Ok, cảm ơn.